Mày làm đáp sơ từ đâm. Xong đi ấy. À ra thằng cu này. Ôi dài ôi. Yêu mày. Đây kính kem và chuột này. Cái bỏ cái khẩu trang ra mà. Đấy, đâu phải là con mẹ. Em tên gì đấy? Cái mày đi đẩy con thế à? Mì ạ, ừ. Quán đây còn đứa tên Mì. Ôi, toàn con mẹ mất. Anh không biết. Ngáo tin. Anh mang con riêng của anh về đây à? Mày là thằng nào? Mày có làm mà mày phá vỡ hạnh phúc mình của tao? Mày không nhận con à? Không nhận con à? Anh không biết. Đúng không? Mày như thế đúng không? Mày muốn là cho lên tên. Mày không biết luôn. Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với video tiếp theo của mình. Chúng mình là Hao Su các bạn nhá. Hello mọi người, mình là Mi. Hello bạn nhỏ. Các bạn chắc là khá là quen thuộc với Mi rồi đúng không? Hôm trước có vào trong video chôn hán rồi. Nhưng mà thằng Long vẫn chưa biết anh em ạ. À thế à? Long vẫn chưa chôn. Hôm nay mình có cái ý tưởng đó là chôn Long nhá. Thế đây là cháu ruột của mình. À, con của Long ấy. Đấy thì mình mượn con nó tí để ra đây chôn thằng Long. Hả? Có nghĩa là Mi sẽ giả vờ là mẹ của thằng cu này và đến là gọi là kiểu là bảo là anh con... ơi con của Long là chôn Long. Ảo tất đấy. Không phải, nhưng mà Long em mình khác, có thể Long Thành Long khác nhá. Hai đứa đều là Thành Long. Ờ đấy, anh mình đúng quá nhỉ, mình đúng quá. Từ từ các bạn ở Bình Lát lại. Các bạn ở Bình Lát lại. Hai đứa đều là Thành Long, nhưng mà một Thành Long là Thành Long em mình và một Thành Long là Thành Long tem mình. Anh em hiểu không? Đấy thì Thành Long em mình sẽ đưa cho mình mượn con để chôn Thành Long tem mình. Thế luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Ờ đấy, đúng rồi. Nói thế anh em mới hiểu chứ anh nói lấy đấy, con giờ nhá, em cứ vào em nhận mơ là Long là bố nó nhá. Ôi giời ơi. Em nhớ phải nhớ là em là ngày xưa em là dancer. Ông ạ. Con chào ông. Chào ông. Thì em là dancer hiểu không? Bởi vì Long có làm DJ. Đúng đúng. Ở đấy em cứ nói là em ngày xưa em là dancer quán gì ở trên Hà Nội đây. Thì anh rủ em đi gọi là IBC XYZ thì ra cái sản phẩm thằng này này. Thì anh rủ em đi gọi là IBC XYZ thì ra cái sản phẩm thằng này này. Đấy anh em nói chung là mặt trôn như nào thì anh em hãy đón chờ mặt trôn của anh em mình nhé. Đi quay ra vào đấy. Đi anh em nhá. Mày trốn đi nhá. Ok. Mày tròn lòng nhá. Đây con Long nhá. Con DJ Thành Long này. Đấy. Đúng rồi, con Long ấy. Con Long phải Thành Long đi xây. Đấy con. Đấy nhìn này. Đấy ok anh em nhá, để mình vào mình lén mình trốn anh em nhá. Ok anh em. Anh ơi. Trời ơi. Đổ. Hiểu đấy. A few moments later. Hả? Anh có nhớ em là ai không? Ai? Em là cái người cắm với anh à, làm đan sơ với anh ở trên Hà Nội, anh không nhớ à? Không biết nữa. Ai nhỉ? Anh với em còn đi cái gì đấy, rồi sau đó anh không nhớ em là ai. Ôi trời ơi! Mày xong rồi! Ô nhận nhầm à? Thằng cu con anh đây này. Ô! Ai nhớ đừng có nói bài bạ ở đây á. Quên cái đầu mày! Em ơi vào đây nói chuyện, để xem rõ ràng như nào. Em đéo với ai luôn. Em xinh nghe. Thế rồi đấy. Bê luôn. Ơi. Ai vậy? Ôi sao mày đặt giờ giống Long ấy nhỉ? Ngáo. Đéo giống mày. Mày ảo nhá. Không biết. Sao mà bạn ấy bảo là bạn ấy làm đan sư cùng Long. Bạn ấy làm đan sư cùng Long. Xong đi ấy. À ra thằng. Ôi dài ôi. Yêu mày. Đây kính kem và chuột này. Cái bỏ cái khẩu trang ra mà. Mày không nhận rồi đúng không? Mày là con nhà người ta bỏ. Đấy, đéo phải là con mẹ. Đéo em. Anh không quen. Đây đây xem nào. Bây giờ anh làm bây giờ anh cũng không mày nhận nào. Nhìn giống là Long quá đây. Nhìn giống là Long quá đây. Khó, chết mẹ mày rồi con. Nhìn nào. Quen đâu. Đi xin việc anh đây là bác sĩ của ta. Con tiếng không có miếng à? Này mày có muốn nhận à? Mày con muốn là có miếng à? Đi ơi, để con xem. Đây à. Giống cái đầu của anh ý. Nhưng mà bây giờ, như vậy tao hỏi lại là bây giờ nó giống được giống cái gì? Bây giờ anh hỏi mày là thì mày có làm không? Không làm. Mày em nói đến đây rồi. Lấy con đi. Em cái gì đấy? Cái mày đi đẩy
Bi. Ừ. Quán này còn đứng tiếp Bi. Ôi, toàn con mẹ mà cả Bi mất. Anh không biết. Đừng ngáo tin. Hai tháng rồi mà bây giờ anh mang con riêng của anh về đây à? Mày là thằng nào? Mày có làm mà mày phá vỡ hạnh phúc mình của tao? Anh không nhận con à? Không nhận con à? Anh không biết. Đây là cái gì? Sao thì người ta đến tận nhà tao? Đây là thế bây giờ cứ đổi hoàn toàn anh biết sao được không? Mày á, mày ơi. Tao thám rồi. Đây là trước khi cảm cưới Vi luôn. Đây là trước khi cảm cưới Vi luôn. Anh không biết. Thế không liên lạc gì với nó à? Có trung cấp gì không? Nó nhận được không? Nhắn tin. Mày không trung cấp với nó. Tồi thế. Hả? Mày nhắn. Sao chơi người có một người bạn như này? Mày yêu anh của quen đâu không? Mày quen đây. Mày chứng minh đi. Mày chứng minh là mày không quen đi. Anh em không tin mày không quen thật. Này, tao nói mày nhá, ông tao ở trước khi phủ lục, ba bà vợ đến nhà nó phải nhận hết luôn. Được. Hào Hán. Ông tao đi vào trong đoàn luôn. Nhất người luôn. Không biết mày. Ba bà đến luôn. Em không quen đâu. Anh nào nhưng mà tại sao? Mày đi bà đi. Mày ám tóc quen thì mày. Mà mày đến đây mày bẻ tao mày bảo tao. Ai bố của thằng anh. Mày. Anh vô ra nhận hết luôn. Mày đi. Mày ơi. Mày nhìn. Mày nhìn nó kìa. Nó giống mày y đúng, mắt mũi bờ mũi đau quá giống mày đấy. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Đéo liên quan đến bố. Mày đi ở đây nữa mày, đứng gần là con người yêu mày ấy. Anh có thật mày đó. Con trai này, nó làm phải chịu được phải không? Chịu. Chịu mày ra đây mày đứng đây chịu nhận là em. Anh Hào luôn, nó đây. Con mày đây này. Năm có số liên lạc của mình mà, còn thì bạn cứ hỏi Long đi. Ô, mày à, mày đứa ơi. Mày sao thế? Ôi, em đi, cứ em cứ đi về đi. Năm có số liên lạc rồi, em cứ đi về đi. Vâng. Ai đưa em thì đến đây đây. Em đâu, tự đến đây, em đi đâu ấy? Em ở đâu rồi? Đi em đi taxi đến đây à? Em đi taxi thế thì em ra kia đi. Em ra kia, em đón taxi, em đi về đây. Không bằng Long, nó cáu lên, nó ấy bằng. Mày à, mày sao em phóng rồi, chứ còn hình bố không? Đấy, em hỏi về nhà không? Đây nhưng mà Long nó có cho gà đâu.
đúng không? Mày như thế đúng không? Mày muốn là cho lên tem là để nghèo quá mà biết luôn. Mày đi làm DJ ở quán đấy bao từ bao giờ? Năm 2-3 năm rồi. 2-3 năm thì nó có 8 tháng là đúng rồi. Nó là đạt sơ. Bây giờ mới rồi. Mày không biết đâu. Ờ. Đúng rồi. Các cái gì nữa? Mày không biết thì quản. Em không hiểu. Đánh 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 đánh. Bây giờ đến cái mức như này. Sao mày không biết? Mày không biết. Anh mình ăn trộm tiền vợ thấy mất, bảo không biết. Anh ăn trộm em ở ăn trộm. Mày có làm không? Không. Tao bầu bí, tao bầu bí. Khoan, nó ra đi xin nhờ anh đi. Nó đi rồi, bây giờ mày có số, mày gọi nó lại không? Mày có số. Mày có điều. Mày có đây. Mày có bảo mày giấu. Mày giấu rồi. Số đâu? Số. Thấy đâu, còn đổi mấy cháu điện thoại đây này. À không phải nhầm. Điều mà nhà mấy ông toàn đủ yêu mình. Ui, sao lại có hai số này vợ báo thủ với vợ yêu này? Ôi giời ơi. Thì vợ em làm gì? Sao hai số? Anh có lo sẽ giống nhau không? Hả? Không, nó phải ghi là đăng sơ ấy. 138. Nó phải ghi là đăng sơ hoặc là... Mày ghi đăng sơ đúng không? Chị vừa đi. Ai ghi đăng sơ? Sao lại phản tính Vi? Vi không phải vợ yêu, lại vợ báo thủ. Điều vai lì. Xong mai lại đi, mai lại con lượn đến đây. Rồi, bây giờ đi. Mác nó về, nó chuyện với ông bà. Mày có nhận không? Không, mày không nhận tao nhá. Mày không nhận tao nhá. Oh my god. Ừ, anh ạ, à, con đây là con của thằng người em tao. Mày đùa tao à? Nó ơi, nó lưu cái số của Vi là mẹ trẻ con hả? Đủ. Hai ông kia là con nào ấy? Con của ai? Đâu? Ờ, nó lưu số là mẹ trẻ con đấy. Ê, chú Long mình nè. Bây giờ vãi luôn. Cái này nhớ đi. Cái giả là giả qua đi. Con của thằng Thành Năm mà. Con của thằng Thành Năm mà. Thế con của Long đấy là gì? Thì là anh ra chủ bế. Hả? Thế đúng con của Long đấy là gì? Con của Thành Năm mà. Con Thành Năm cái đầu anh. Thế chẳng con của Long. Con Thành Năm, em tao tên Thành Năm mà mày. Ừ, em anh. Thế chẳng con của Long à? Còn đây là mày biết ai không? Không biết, người yêu anh nào? Người yêu anh không phải, đây là My trước chôn thằng này này. Oh. À, My xói trước ở trong quần búp bê đúng không? Không phải đi làm laser mà đi làm ấy đúng không? Là làm... Đây, có theo Long quên này. Phải không? Có theo Long này. Đúng rồi, thằng Long rồi. Theo Long rồi. Đúng rồi, thằng Long rồi. Anh nào chưa? À, em đánh anh. Không, anh bảo thì anh bảo anh chưa. Anh cũng đốt gia đình nhà em, em không ngửi gia đình nhà em để cháy à? Không đốt thế nào được. Đi giỏi lầm. Chính vì anh mà một tháng em đòi ly hôn chồng em 6-7 lần. Tôi mày đừng có bụng quen. Hôm qua mày nói là thằng Long nó thế là mày ly hôn với Long mà mày chưa làm đâu nhá. Đưa trả em điện thoại thôi. Ở đâu kìa? Ơ kìa? Quên. Mày đúng Long một chút không? Đúng Long mà. Đúng Thành Long em mày. Con thằng Long ấy. Mình không ngồi đây. Anh cũng đi. Sao đừng còn rủ em đi chơi đâu. Ai đéo anh rủ anh chơi đi. Thôi, đánh hơi nhiều. Lòng cay à? Đánh hơi nhiều. Lòng cay. Mày thích quay không? Ui, sợ quá phải ban nó thôi.